Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 19 tháng 2. Thời tiết khu vực tỉnh hình thành hai trạng thái trong một ngày. Đêm và sáng sớm, tiết trời mát mẻ với mức nhiệt từ 25 đến 27 độ. Nhưng thời điểm trưa chiều, nhiều nơi duy trì cường độ nắng mạnh, mức nhiệt cao nhất từ 30 đến 32 độ. Hiện áp cao cận nhiệt đới vẫn đang tiếp tục phát triển, nên trong vài ngày tới, toàn tỉnh tiếp tục có nắng hanh. Thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ ẩm tương đối 75 đến 80%. Huyện Côn Đảo, mây thay đổi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 29 đến 31 độ. Độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển, gió đông đến đông bắc cấp 4, biển bình thường. Tại Vũng Tàu ngày 18 tháng 2 năm 2022, mực nước cao nhất 390cm xuất hiện lúc 3 giờ, thấp nhất 100cm xuất hiện lúc 10 giờ 30 phút.